đến biển Cần Giờ nha. Hello. Cho ghẹ trong que vô trong nồi nha các bạn. Sôi ục 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 nè. Mình cho mấy con nhỏ vô trước. Đó. Ghẹ trong que nha. Chắc cả trăm năm rồi đó. Đó. Mình cho vô nha. Đây, đang coi lại nó lần cuối nha. Đó. Đây, hồi mình coi đây. Khi luộc xong á và màu nó có khác mấy màu con đeo nha. Bye bye. Về với nước sôi nha. Đó. Nghe ghê chưa? Quá trời quá đất. To ghê ha. Đó. Tươi à? À, sống hả? Tu hài nhỏ hơn ngon dòi dòi chút. Nè, nè, nu 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 nè. Trên trả nhiêu ký? Như nó này bữa hỏi nó 350-380. Mà ở đây thì không có bị gì. Nó không có sống nữa. Ở đây mà không có sống. Nghe bên trong nè em. Bỏ bụng nó thẳng. Nó hạ ra. Cái ruột nó bự. Tôi nghĩ mấy trăm ngàn ký mà tới khách ăn là khoảng 400-500 ngàn. Con này mua cho anh rẻ hơn này. Cuối cùng nó là con gì? Chú con gì chứ? Con dòm xanh. Con dòm xanh hả? Dòm xanh. Dòm xanh. Dòm xanh hả? Rồi con dòm. Con dòm là khác nữa. Con tưởng con cái này. Biết sao đó, bây giờ nó cũng quen chứ đâu ấy, tại mình dòm đó hả? Cái này nè con. Anh lấy cái đó xong đi. Tranh thủ đi giờ nó đâu. Trời ơi nó còn sánh nè, tươi lắm á. Ừ. Tươi xanh đó không? Thì con nào con lấy mấy cái đầu này nè chú.
nó gục ra hết trơn luôn, nó xả ra. Đây là con mở cái dây thùng này. Đó, con này họ làm cái gì chứ? Này nấu lẩu, còn này này ghẹ. Ghẹ này luộc. Tôm nuôi nè. Con vậy chứ nó nuôi. Con sắt á, cơm sắt nó nhỏ hơn à. Mà cơm sắt. Con này gãy ngoài à ta. Sắp gãy hay là người ta bán gãy sẵn vậy? Này người ta bán gãy. Sống không? Sống. Sống. Ghẹ trăm que. Quá trời que thiệt ơi. Con gì que này? Trời. Cái gì xanh? Cái tờ nhạc này chứ. Nhạc, nhạc này dính bóng quyền. Cả trăm que nè mấy bạn. Lần đầu tiên thấy con ghẹ cả trăm que nè. Thấy không? Quá trời luôn nè. Bạn nhìn nè, nhìn kỹ nha. Lần đầu tiên mới thấy luôn. Đó, quá trời quá đất luôn nè. Que này là... Nó bự á, nó bự ra thì nó que nhiều. Ta, quá trời que luôn. Ừ. Trời ơi. Ta thì 8 que là đúng chứ. 8 que thôi, còn này là cái trăm que nè, mấy bạn nhìn là một nùi luôn nè, thấy không? 8 que là 2 càng. Quá trời quá đất luôn. À, nó 10 là đúng, còn này là 8 càng 2 càng đó. Đó. Bạn thấy không? Nó vừa to, nó vừa bự mà nó càng nhiều que nữa nè. Nhá. Trong cái que chính của nó và có mấy cái que phụ ra này nữa rồi, phải không? Cái nào cũng có luôn nha. Quá trời luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Đã chưa, đã chưa. Các bạn nhìn bên trong bụng của nó nè. Cái này là cái yếm. Trong cái yếm. Con này là con cua cá, ê, con ghẹ cái. 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 Rồi, cái yếm nó bự, con này cũng cái nữa nè. Gà cái. Này, cái trơn à. Con này cái luôn. Cái ra. Bạc con này. Cái. Nó được mấy cái yếm nhỏ. À. Này mấy con này mà nó không có mấy cái que nhỏ nè mấy bạn thấy không? Mấy con kia nhỏ, con nó nhỏ phải không? Đó. Hai con kia nhỏ. Nhỏ nó không có que nhỏ phải không? Con này quá trời que nhỏ luôn nè. Là con bự rồi nè. Con này chắc cả trăm năm à. Lần đầu tiên thấy ghẹ trăm năm, trăm que ở biển Cần Giờ. Đó, mấy bạn thấy mê chưa? Đó. Quá VIP. Đây, chút xíu nữa nó sẽ được vô đó rồi mấy bạn. À, chút xíu nữa nó sẽ được vô đây. Đó, thấy không? Đó. Đó. Chút nữa nó sẽ được vô. Đó. Giờ mình cho nó vô nha mấy bạn. Mình sẽ cho ghẹ trong que vô trong nồi nha các bạn. Sôi ục 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 nè. Mình cho mấy con nhỏ vô trước. Đó. Ghẹ trong que nha. Chắc cả trăm năm rồi đó. Đó. Mình cho nó vô nha. Đây. Đang coi lại nó lần cuối nha. Đó. Đang hồi mình coi đây. Khi luộc xong á và màu nó có khác mấy màu con đeo nha. Bye bye. Về với nước sôi nha. Đó. Nghe ghê chưa? Quá trời quá đất. To ghê ha. Đó. Úp. Quá ngon. Sao tỏi hết rồi. Ốc xương xào tỏi thơm bát ngát. Cô thấy ốc xương trên cây chưa? Chưa. Nó giống vậy đó mà nó trên cây. Thơm quá. Màu nó hơi khác. Nó to hơn chút. Cái hình dáng nó giống như con ốc ma, cô biết ốc ma phải không? À, mà nó nhỏ lớn hơn con này một chút mà hình dáng thì giống ốc ma. Nó mắc không hay là đó? Đó tự nhiên. Dạng hồi đó giờ cũng nói chung hồi đó cũng chưa ăn thử. Hương xào tỏi nha mấy bạn.
mình săn cái mình gỡ ra cho cái ruột nó trong bóng nào thấy không? Không bóng tay mình muốn dễ bấy mình trụng sơ mình tách ra nữa các bạn. Nó sẽ rút vậy nó to thôi. Trong bóng nè. Vậy ốc móng tay xào rau muống với mì đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn đúng không? Tôm đó họ làm cái gì con? Lẩu. Lẩu nha, chúng ta sẽ cho món lẩu tôm. Rồi anh sắp trên đây. Anh nói con này con gì con quên rồi. Dơm. Dơm xanh. Này là món gì? Xả. Dơm xanh hấp xả mọi người ơi. Dơm xanh hấp xả nha. Như là mình làm nó chất lượng nè. Yeah. Rồi mình pha mình ấy nước vô thì một giá vậy. Con xào sẵn. Nói chung là mấy lúc mà bán mà nó cho khách vô là một ngày con thứ bảy chủ nhật con nấu một nồi bự. Nồi bự lắm. Rồi bây giờ thấy khách bắt bên chỗ này con không nấu nữa. Chỉ xào sẵn rồi để vậy này là lẩu tôm chua cay hay là lẩu thái? Lẩu thái. Lẩu thái. Mình bắt mấy bạn đi ăn lẩu mấy bạn lâu quá mà chưa có gặp cái cù lao này đâu ha. Lẩu thái. Này là lẩu thái để trong nồi cù lao nha mấy bạn. Nó là không có cần xài bếp ga mà là than nó sẽ làm nóng từ cái chính giữa của cái nồi lẩu mình luôn á. Ăn hoài luôn, ăn cho tới mà nước đầu còn thơm. Còn cái phà với cái. Ở dùng biển này nó cái than mình cứ bỏ vô ở giữa ở dưới vô biển nhé, vô biển vô cho nó sáng rồi. Mình cứ để đầy than giờ vậy đó, rồi lẩu thì mình múc xung quanh hấp dẫn. Mình trụng quá mềm. Nó già cái nước dơ. Nước sôi của mình trụng sơ con cá mình thả nấu có ngon. Mấy bạn thấy màu hấp dẫn không? Màu con tôm cũng hấp dẫn. Từ màu lẩu tới màu tôm, màu cá kia. Thường thường nó đem đồ tới vậy hôm nước bún đồ toàn bộ của mình thì mình lấy 500 ngàn. Thì thêm cá vậy thôi lấy 550. Cứ theo đúng 200 ngàn đó. Cái lẩu như 200. Còn đồ của mình là 200. Cá ngáp là 250.
chơi này đứa thì về trong ngàn đi chơi đứa thì phải dừng ba. Nói chung là dưới đây mình không có chặt chém, những cái mình lợi chút một chút. Còn trên kia nó giúp đỡ nó giúp á, là phải đổ không vô thôi. Mình đây là mình dạng như món quá tươi ngon. Mình nấu dương vậy chứ nhầm khi bác xin nước thì mình cho. Anh bưng kia lên chưa? Bún chưa? Chưa. Này ăn với mắm mặn thôi chú. Ừ, đủ rồi. Nước mắm chứ làm rồi. Nước mắm chưa? Mắm chị mình lấy nó mắm trồng vô sắc ớt rồi. Cái dĩa đằng kia con dĩa trắng, dĩa trắng kế cái mấy tội vàng. Lẩu này ăn kèm với bún nè. Bỏ vô lẩu nè. Nước chấm thì chúng ta sẽ chấm với nước mắm mặn. Hay còn gọi nước mắm không á. Rồi chúng ta cắt ớt vô. Muốn cay nhiều thì cho ớt nhiều nha. Quá kỳ. Em bỏ đây. Mấy bạn ngủ chắc không thích ăn hết. Trong tủ lạnh quá ngon. Các bạn ơi. Không còn bàn nữa rồi chú ơi. Không còn bàn nữa rồi chú ơi. Lẩu chưa sôi đâu, mấy đứa ăn cái kia đi là đã ăn sao. Thank you.